đã từng nói, cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thì bị căn bệnh tim hành hạ dai dẳng. Ngay đến chỗ hai mẹ con tá túc nắng mưa cũng là do ông cậu cho ở nhờ. Ấy vậy mà, như một cây xương đồng mạnh mẽ trên cát, tân thủ khoa trường đại học sư phạm Đại học Đà Nẵng đã vươn lên nghịch cảnh để chạm đến giấc mơ của mình. Hiền, cô bé có gương mặt hiền hòa giống như chính cái tên của em, đã đổ ngành sư phạm địa lý với tổng điểm tròn 27. Để có được kết quả ấy, cô gái bé nhỏ đã không ngừng cố gắng, nỗ lực và phấn đấu từng ngày. Trong căn nhà nhỏ, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai mong manh, gầy guộc của người mẹ ốm yếu. Nhà có hơn một sào lúa, thu nhập mỗi vụ chỉ đủ cho hai mẹ con đắp đổi qua ngày. Thấy được hoàn cảnh khó khăn, một hội từ thiện đã mua tặng cho gia đình em một con bò. Và chú bò nhỏ trở thành niềm hy vọng và tài sản lớn nhất của hai mẹ con. Có lẽ, chính tình yêu thương bao la dành cho mẹ chính là nguồn động lực để Hiền hoàn thành xuất sắc kỳ thi với kết quả hơn cả mong đợi. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà em có thể dành tặng mẹ. Gương mặt người phụ nữ tứ tuần dường như lấp lánh hơn, nhưng thấp thoáng trong niềm vui ấy là bao nỗi âu lo về một chặng đường dài phía trước. Thì cô được biết bé Hiền thì đạo đại học điểm cô thì cô cũng mừng, nhưng mà cô mừng ít, cô lo nhiều, lo vì kinh tế khó khăn, điều kiện ở mẹ gió con câu thì biết lại hơn nữa là cô bị bệnh đa tim, cô lo không biết có lấy chị à, ha. Bốn năm để học, biết lấy chi cho em hả? Tuy hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng đối với Hiền, chẳng một giây phút nào em cảm thấy nản chí để đến với ước mơ trở thành một cô giáo dạy địa lý. Đối với Hiền, chỉ có học mới có thể giúp mẹ, giúp gia đình mình thoát nghèo được. Năm lớp 12, Hiền đã đạt giải nhì cấp tỉnh môn địa lý. Trò chuyện với em, chúng tôi luôn thấy rõ sự quyết tâm và tinh thần lạc quan hiện rõ trong đôi mắt của cô bé vùng đất bồi ven sông Hoài. Vì mẹ em nuôi nắng em, thì mẹ em cực khổ nuôi nắng em, cho nên là em quyết tâm là em học thôi. Tại em nghĩ là cái khó khăn thì nó tạo động lực cho mình hơn là mình sẽ tự thi. Cùng với Hiền, hơn 2.000 thí sinh khác cũng đã xuất sắc vượt qua kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia để trở thành tân sinh viên trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Ngay nhập học, xen lẫn sự bỡ ngỡ ban đầu, trong ánh mắt mỗi tân sinh viên đều hiện lên niềm tự hào, khát khao được học tập, được cống hiến để thực hiện hóa ước mơ của chính mình. Dạ, em cảm thấy rất vui khi em là một tân sinh viên, bởi vì đó là ước mơ mà mấy năm nay em đã muốn được đạt thấy, và khi em lấy được nó thì em cảm thấy hào hứng và đã muốn được thực hiện nó ngay bây giờ. Cách đây 3 năm, Kiều Thảo cũng là một tân sinh viên bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường sư phạm với ước mơ trở thành một cô giáo dạy sinh học. Và trong 3 năm qua, cô sinh viên ngày nào đã bước từng bước nhỏ trên con đường chinh phục ước mơ với kết quả học tập đáng để bạn bè nể phục và noi theo. Bước vào năm cuối, Kiều Thảo đã có được 6 kỳ liên tiếp đạt thành tích học tập loại xuất sắc. Kết quả đó là cả sự cố gắng, nỗ lực từng ngày của Thảo. Thảo luôn biết đặt ra kế hoạch học tập một cách cụ thể, khoa học. Đặc biệt, Thảo luôn đề cao phương pháp tự học, tự nghiên cứu. Đây là yếu tố quyết định sự thành công trong học tập. Ngoài ra, Thảo còn dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu, kể cả các tài liệu bằng tiếng Anh chuyên ngành. Với sự nhiệt huyết và niềm đam mê nghiên cứu, Thảo tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường. Năm học 2014-2015, Kiều Thảo vinh dự là sinh viên duy nhất của trường nhận được giải thưởng COVA. Đây là giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc toàn diện và có công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu. Đó là nguồn động viên, khích lệ cô sinh viên ngành sư phạm sinh phấn đấu và nỗ lực hơn nữa để đáp lại sự tin tưởng của gia đình, thầy cô và bè bạn.
nhà trường cũng như thầy cô đã luôn luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho chúng em trong quá trình học tập, từ việc là cung cấp cho chúng em những cơ sở vật chất như phòng thí nghiệm, những phòng đọc để giúp chúng em có thể vừa thực hành ngoài giờ học lý thuyết, bên cạnh đó cung cấp cho chúng em những đầu sách về chuyên ngành để giúp chúng em bổ sung thêm những kiến thức, những thông tin mới. Có thể nói nhà trường và quý thầy cô là nơi để cho chúng em có thể nhận được những sự giúp đỡ tận tình nhất về trong cả kiến thức cũng như là những kỹ năng mà chúng em cần có để trong bước đường sau này của mình. Đôi mắt lấp lánh ước mơ ở cô gái tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết, như sáng lên quyết tâm tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường học tập. Mong rằng sức trẻ, bản lĩnh và khát khao chinh phục, khát khao được cháy hết mình sẽ giúp Thảo hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão của tuổi 20 xuân sắc. Trưởng thành từ mái trường này, Tấn Linh, cựu sinh viên ngành Việt Nam học thuộc khoa lịch sử, hiện đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Dù chỉ mới tốt nghiệp hơn một năm, nhưng sự tự tin của Tấn Linh dường như lan tỏa đến người tiếp xúc một cảm giác tự hào không thể giấu được. Hiện tại, anh đã có thể tự tin hướng dẫn khách du lịch đi dọc miền Trung Tây Nguyên và kéo dài đến cả mũi Cà Mau. Để có được thành công như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng của bản thân, anh luôn biết ơn và trân trọng những tháng năm sinh viên nền tảng được các thầy cô tận tâm giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm. Từ khi bắt đầu vào trường thì được sự dìu dắt của thầy cô, đặc biệt là Quốc Khoa, thì từ đó là bản thân tôi là được định hình được công việc với những kiến thức mà thầy cô đã mang lại cho chúng tôi, thì đó được xem như là cái bản lề đầu tiên mà sau này tôi ra để làm việc. Chuyển từng những cái kiến thức đầu tiên nó khô khan, rất là khó học, nhưng nó lại là những cái mà tôi sẽ nhớ hơn và hiểu hơn cách làm việc của mình phải như thế nào để đúng một cái công việc của một người hướng dẫn. Bên cạnh đó thì tôi may mắn là được tham gia một số các chương trình hoạt động ngoại khóa của trường, đặc biệt là tiếp sức mùa thi, rồi sinh hoạt và trại, thì đó là những cái đã giúp cho bản thân tôi là tự tin hơn trong quá trình sau này làm việc cũng như khi tiếp xúc với người khác. Có thể nói, trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng không chỉ là một ngôi trường sư phạm chuẩn mực, nơi cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng, mà còn là một gia đình thứ hai trong 4 năm ý nghĩa của cuộc đời sinh viên. Với chất lượng giảng dạy không ngừng được nâng cao, môi trường học tập đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thực tập, nghiên cứu, trường Đại học Sư phạm đã trở thành một địa chỉ đỏ cho những ước mơ tuổi 20 được chinh phục và cống hiến. Hằng năm, nhà trường cũng dành nhiều học bổng trong và ngoài ngân sách có giá trị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên được phát huy tiềm năng sáng tạo, học tập, nghiên cứu. Rất nhiều thế hệ sinh viên sư phạm lẫn cử nhân xuất phát từ mái trường này đã có việc làm ổn định, đúng chuyên ngành và đang làm rất tốt vai trò của mình đối với xã hội. Không những thế, họ còn tìm được niềm đam mê hứng thú trong công việc. Họ ngày càng thành đạt và có cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai. Chính những sẻ chia của ban giám hiệu, các thầy cô và bạn bè đã chắp thêm đôi cánh cho những ước mơ nhỏ bay cao. Và rồi, vào một ngày không xa, từ mái trường này, những thế hệ sinh viên sẽ tiếp nối nhau vững bước trưởng thành và đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.